Thì trong quá trình mình đi vườn á, ha, ngồi xem xét cái cây á, thì mình thấy có một cái điều ha, là mình vào vườn lúc khoảng 10 giờ, bây giờ là khoảng 12 giờ hơn á. Thì khoảng 10 giờ á, thì nắng đang gắt á, thì có những cái lùng mưa, nắng mưa thất thường, có những cái lùng, chỗ này đều, lùng nắng mưa thất thường á, thì cái thời tiết như vậy á, thì rất là dễ gây bệnh cho cây ha. Đặc biệt á, là những cái bệnh mà liên quan tới vi khuẩn. Thì những cái dòng bệnh mà liên quan đến vi khuẩn á, người ta phân ra làm hai cái loại chính. Thứ nhất á, là người ta gọi là airborne disease, hai á, là soil borne disease. Tức là gì? Tức là hai cái nguồn bệnh á, cái mầm bệnh nó xuất phát từ đất, là soil borne disease á, hoặc là cái nguồn bệnh nó xuất phát từ không khí. Thì những cái thời tiết mà bất ổn như vậy này thì rất là dễ ảnh hưởng tới cái, nó sẽ rất sẽ tăng tăng cái tỷ lệ mà nhiễm bệnh từ cái airborne disease á, là những cái bệnh mà liên quan tới đốm lá vi khuẩn này và thối trái vi khuẩn, thối trái do vi khuẩn. Thì mình cũng chia sẻ luôn những cái kinh nghiệm á, mà mình tư vấn cho chủ vườn về cái việc bơm thuốc ngừa bệnh ở những cái giai đoạn mà thời tiết thất thường như vậy ha. Hiện tại thì vườn thì không có vấn đề, nhưng mà mình cũng nên bơm ngừa, không nên để tới những cái giai đoạn mà nó nặng bệnh, thì mình sẽ cứu chữa nó khó và nó sẽ thiệt hại đi từ vườn. Thì những cái dòng bệnh á, dòng thuốc á, mà người ta liệt kê để mà trị về khuẩn, những dòng về khuẩn. Anh thấy đẹp không? Trái trên đậu này. Mình chỉ tỉa trái dần 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 thôi. Thì mấy cái đọt bên này mình sẽ bấm bớt đi, để mình đưa một cây nuôi từ 2 tới 3 lần chính thôi. Đấy. Thì người ta chia những cái thuốc nấm qua những cái dòng thuốc khuẩn á. Thì đầu tiên á, là người ta có nói về cái những cái dòng thuốc mà gốc đồng. Có thể là đồng sunfat, đồng hydroxit hay nano đồng nghe. Thì chủ vườn có thể tham khảo, nó vừa trị nấm vừa trị khuẩn luôn nha. Nhưng mà cái việc mà xài nấm mà gốc thuốc đồng á, thì cái việc phối trộn nó sẽ khó khăn, do là cái đặc tính của đồng á, thì nó sẽ phản ứng với rất là nhiều cái dòng thuốc, có thể là những gốc lăng, gốc nhôm đấy. Thì gốc canxi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, thì những cái phòng mà người ta hay xài nhất trên thị trường này á, thì những cái dòng mà liên quan tới kháng sinh. Kháng sinh giống như là những cái hoạt chất như là kasugamycin này, ningamycin, cheptomycin đấy. Đó là những cái dòng kháng sinh người ta phối trộn khá nhiều, và nó việc mà phối trộn á, thì nó sẽ dễ dàng. Những dòng kháng sinh thì phối trộn cách dễ dàng. Tiếp theo thì nó có thể là rơi vào những cái dòng thuốc, một cái hoạt chất là robonol á. Robonol nó là hoạt chất gốc rượu ha. Cái sản phẩm người ta hay xài đó là santosin đấy. Thì đây cái virus rồi, gốc gốc rượu. Rồi còn lại á, là những cái dòng thuốc nó chứa những cái gốc gọi là axit hữu cơ. Axit hữu cơ có thể giúp cho cái cây có khả năng đề kháng, tăng cao cái khả năng đề kháng, chống stress của cây. Và cái sản phẩm Funo thì nó có cái sản phẩm Sisofort, thì vừa cung cấp lượng lăng dễ tiêu, kali dễ tiêu, thì nó có một cái lượng kích kháng từ cái axit salicylic. Thì nó sẽ giúp cho cái cây mà tăng cái sức đề kháng với những cái điều kiện mà bất lợi. Cây này đẹp không? Cái dưới đậu, cái trên đậu luôn. Đa phần là vườn đậu rất là tốt. Rồi. Thì để mà tăng cái hiệu quả mà người ta bơm thuốc khuẩn á, hay là trên cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật á, mà anh em để ý á, là những cái dòng thuốc khuẩn á, thì người ta ghi là thuốc trị bệnh ha, sẽ khác với cái thuốc trị nấm. Thì người ta sẽ phối trộn, luôn luôn là người ta sẽ phối trộn chung cả thuốc nấm với lại thuốc khuẩn, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả mà mình sử dụng thuốc thuốc ngừa bệnh á, trên cây trồng nó khả năng tốt hơn ha. Thì người ta phối trộn chung những cái dòng thông thường thôi, thì mình có thể liệt kê một số dòng thuốc nấm mà người ta hay xài. Tại vì cái dòng thuốc nấm trên thị trường thì rất là nhiều. Đa phần những dòng người ta xài nhiều nhất á, thì đa phần là gốc triazole, difenoconazole, hexaconazole nữa, gốc azobin, azobin, bilirubin, đó. Cái này bị rút rồi, nó cũng nó lát lát ha. Gốc azobin, những cái gốc dimethomort, mycozaed, robinep. Đặc điểm của gốc mycozaed, robinep á, thì nó được hoạt hóa dưới ánh sáng, thì nó sẽ tăng cái tác dụng của thuốc trị nấm hơn. Thì có một cái số lưu ý á, mà người ta hay xài trên cái mycozaed á, là mình xài xài mở bịch á, thì mình nên xài liền,
chứ không nên để lâu thì nó sẽ mất tác dụng của cái thuốc nấm nó nhiều. Sau đó là cái daconin ha, những cái hoạt chất của daconin nó làm hoạt chất của daconin hả là chlorothalonin, hoạt chất đó là hoạt chất của daconin, người ta cũng khá là dễ phối trộn với những cái thuốc trị bệnh mà mình kể trước á ha, thì sẽ giúp cho cái việc mà ngừa nấm bệnh hoặc là trị, ngay cả trị luôn nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Vườn rộng, nãy giờ nói chuyện dông dài mà đi chưa hết vườn luôn, chắc đi nhanh nhanh qua khúc cuối coi thử. Đấy. Có bên vàng thì nó lùn hơn. Đấy, thì cái việc mà phối trộn vậy á, thì nó sẽ tăng cái hiệu lực của thuốc, kèm với là đặc trị. Đặc trị hình như cái bệnh mà về đốm vá vi khuẩn hay là đốm trái vi khuẩn. Những cái mùa này, thời tiết mà thất thường như vậy. À đúng rồi, có một cái dòng người ta không hay xài nữa đó là metalaxy. Metalaxy trong thuốc nấm phối trộn rất là dễ, lưu dẫn, phổ động. Cái này thì đọt hơi cao, đọt hơi sáng này. Cái này thì chỉ cần đưa cái bộ ba mà min phốt ca vô là cái cây nó sẽ dày mắt lá. Cái này lá hơi mỏng, hơi rũ, nó sẽ cứng cái lá lại, dày, đậu cái bông liền. Chù, trái nhiều à. Điều quá ha, chiều ha. Thì ráng đi, chỉ cần chiều theo cái quy trình Funo thôi là khoảng 10 ngày nữa thì nó sẽ ok liền. Chiều cũng đang sử dụng cái sản phẩm bên mình. Phần này 51 ngày, nhanh ha. Cái này 75 ngày có thu, này tầm 20 ngày nữa là sẽ có trái thái rồi. Trái cũng to nè. Cái tàn gốc này nó hơi dở là nó bị dính cái phần dây này dưới này. Đúng ra là mình sẽ luồn ra ngoài thì nó đảm bảo hơn. Cái trái đã. Để lên coi thử nó đậu trái chưa nghe. Dưới này. Quay thẳng lên. Cũng rớt một tàn chỗ này nè. Nhưng mà trên đây bắt đầu đậu rồi. Nhanh á. Nghe không? Đậu sai vậy mà trên nó cũng đậu rồi nè. Ok quá. Nè, cái này đậu. Đấy. Cái này. Trên này đậu ác à. Nè. Đây. Chỗ kia nè. Dưới này có thử trái nhiều không? Ở dưới có trái luôn nha anh em. Rồi, cái này không phải đi xe không rồi. Dạ, ớt xanh để màu anh Thiện ơi. Cái này ớt ruby. Vườn này thì người ta có một đám kia người ta đang thu rồi, thu được tầm hơn nửa tháng rồi. Thì người ta đang hái màu chứ người ta không hái xanh. Thì ớt bây giờ thì người ta ớt xanh không có giá. Cho nên lâu giờ là cái vườn này là cái vườn mà người ta trồng trước á, là người ta hái màu hết. Màu không mềm nha. Phản ánh của chủ vườn là những cái màu này không mềm, cứng. Thậm chí là chủ vườn còn khoe là gửi đi vựa đơn dương là nó còn cứng hơn cái trái mà một số cái vườn giá thể đó người ta trồng mà nó bị mềm. Thì vườn này lại không bị mềm. Người ta cũng có phe. Đều quá nè. Cái khúc trên này á, thì cây nó bóng đọt hơn ở dưới. Ok, thôi chắc cái video nó cũng dài rồi. Và mình cũng nói những cái ý mà có thể giúp cho chủ vườn duy trì cái chất lượng cái cây như vậy, và để mà sau cái tầng trái gốc này á, thì những cái tầng trái trên nó không bị sự cố,
thì có thể anh em tham khảo ha. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.